hai năm hơn anh chị ha, 2 năm hơn này, 2 năm hơn thì hiện tại size 60 bữa em muốn làm cho cả nhà xem đó. Đó thì những cái dòng này nó phẩm chất của nó là rất là cao đó, thì một bà bé kia mình cũng đang bom mà đó, bé ở cái hồ ngoài đó mình cũng đang bom nó, phong trắng mình mới để sang đấy, mình cũng đã hướng dẫn và làm clip cho anh chị rất là nhiều rồi. Thì những cái bầy huyết long này thì nó đặc biệt ở cái điểm á, một cái điểm rất là hay đó, ở chỗ là cái dáng ha. Cái dáng mà anh chị muốn chọn một cái con nó là cực đẹp và cân đối ấy, là cái bản ngang của bé của cá nó rất là to. Hiện tại bé này là tầm size khoảng là 20 thôi anh chị ha, chưa nếu mà gan một căng ra thì nó mình vượt qua con cá luôn. Thì hiện tại con này nó tầm khoảng size 20 thôi. Nhưng mà cái bản mình của nó hiện tại nó to là bằng tầm 3 ngón tay người thanh niên chậm lại rồi. Ở cái phía sau này. Anh chị 3 ngón tay ha. À, là cái dáng của nó dường như là rơi vào cái trạng thái gọi là sơ mi sọt luôn này, rất là đẹp anh chị. Đó là cái dáng này nó y chang như là cái con body mà lần trước mình làm cái clip mà siêu huyết long mà mình để trong phong đen mà nó lè rò lét đó anh chị. Đó, nó như cái con đột biến vậy đó, rất là khủng ha. Body của nó là một cái body một cá huyết long như vậy là nó tuyệt vời, nó hoàn chỉnh luôn. Tiền về cái bộ đuôi thì mình cũng nói rất nhiều với tất cả anh chị và các bạn rất là nhiều lần rồi. Thì khi mà mình để mình chọn lựa một cái con huyết long mà nó đẹp và nó mỹ mãn á, thì nó cái độ đẹp của nó càng giữ. Mình phụ thuộc vào ba cái đuôi ở sau. Mặc dù cái phần thịt của nó đã nở hậu là một chuyện rồi, nhưng mà cái phía đuôi phía sau á, đặc biệt là cái phần đuôi dưới anh chị, đặc biệt là cái phần đuôi dưới á, mà phần đuôi dưới nó càng to ha, càng to thì con cá sau này mình lớn của nó là nó càng đẹp. Lý do tại sao ạ? Vì cơ bản là anh chị cũng nên hiểu rằng á, là khi mà nó to lên nó căng ra thì cái bản dưới của nó phồng ra, phồng ra ở phía dưới đó, nhìn nó rất là đã ha, nhìn đó là cực kỳ sướng luôn đấy, rất là bự anh chị. Và con cá thì cái bản tính của nó là lúc nào nó cũng căng. Thì những cái dòng mà nói chung là cái dòng máu mà nó tốt á, thường thường mình bỏ vô hồ một mình đó thì nó bơi rất là sung anh chị. Đây là bé này là hiện tại nó nhìn ăn nó có 10 ngày rồi, thật sự là mình chưa ăn cho ăn đâu, nhìn đúng 10 ngày đây rồi. À, và cái má của nó là anh chị nhìn ha. Mình đảm bảo với tất cả anh chị và các bạn những cái bầy như cái dòng như thế này này, mình chỉ cần bỏ phong đen trong đúng một tuần thôi là má của cá nó sẽ lên đỏ ngay. Đây này, giả sử như mình cho anh chị xem này, đây là mình mới để sang phong xanh thôi, nó thực sự nó cũng chưa là phong đen đâu. Đó. Này hồ này nó hơi bẩn tí, mà anh chị mình coi xem má này, má nó đỏ hết luôn á. Đấy, đây là phong xanh nha, chứ không phải là phong đen gì đâu. Đó, và viền vảy nó lên màu luôn, mà nó lên tới hàng số 5, số 6 ở trên này luôn nè. Đó, size nó cũng tầm khoảng 20 thôi, không có to ha. Đây là cái con bảy trước đúng một tuần đó mà mình bắt riêng nó ra đó. Đó thì một cái quan trọng nhất là cái body ở phần phía sau nó là như vậy ha. Thì còn cái phần phía trước á, mà để cho nó đẹp á, là cái đầu của cá nó nhỏ thôi, cái đầu ở phía trước cá nó nhỏ thôi anh chị, nó dạng hình mũi tên đó. Đó, nó tượng trưng cho mình là phóng, tức là mình phóng một cái phi tia, cái nó gọi là một cái mũi tên đó ha. Thì phía trước rất là nhỏ, phía sau là người ta làm cái đuôi nó rất là to, nó phóng tên là rất là đẹp và rất là chính xác đó. Thì một cái hình cá nó như thế này, một cái body cá như thế này là tuyệt vời đó, là một con cá đạt chuẩn rất cao đấy anh chị, rất là phê luôn ha. Đây là một bé ngẫu nhiên thôi, rồi mình quay cho tất cả anh chị xem này. Hồ này nó cũng nó tối hơn hồ kia nè anh chị, xem là đó, con nào nó cũng như con nào hết. Con này phẩm chất cao lắm nha, con này là phẩm chất siêu khủng luôn nè, con này anh chị ha. Tại vì trong một cái bầy mà sáng như thế này chỉ có một mình nó đỏ nhất ha, nó đỏ nhất. À, con này dữ dằn, là con này là đỏ nhất á, con này mà mình đưa vào phong đen một cái là tức thì là đỏ má ngay, đỏ má đỏ vậy ngay. Con này là tỷ lệ lên màu ở phong trắng rất cao. À, đấy, người nó tối tối và má của nó sầm sầm này, má nó sầm sầm này đó, anh chị nhìn kỹ không? Đấy, rất đẹp luôn anh chị, con nào cũng như con nào hết, rất là cực khủng.
đó, một cái bài huyết long nó là nó cao cấp, nó là như vậy. Và đặc biệt là lúc nào là bất di bất dịch thì ba cái đuôi tam hoa của nó ha, ba cái đuôi phía sau lúc nào nó cũng khít với nhau hết. Và nhiều lúc á, mình bán những con mà hít quá nó dư cả lên cái phần, tức là ba đuôi nó to quá, nó đè lên nhau, nhiều khi khách nhìn khách còn ngại luôn. Những con nó như con này chẳng hạn này, con này nó to quá, nó hơi đè lên phần thịt đuôi của nó một tí này, anh chị đó, con này này, cái con bé này này đó, không nó mập lên, nó to, cái bản đuôi nó to mà nó đè lên cái phần thịt đuôi luôn, quá dữ dằn, rất căng ha, con nào cũng xòe căng này, tuyệt vời chưa. Đó, anh chị nhìn từ xa này, con nào cũng rất là căng à. Đây là nhìn ăn 10 ngày đó, chứ mà nó ăn nó còn căng dữ nữa. Đó, phần phía sau này, phần thịt ở phía sau lúc nào nó cũng nở hết anh chị. Đấy, rất là đẹp, tuyệt vời. Đây, đây này nó như cái con to này anh chị. Đấy, anh chị thấy không? Bé này này, nó bơi lúc nào nó cũng căng à. Bơi lúc nào cũng căng à. Thấy không? Đấy, rất là phê. Đó, rất là đã ha. Ngay cả con này cũng vậy nè, đuôi rất đó, căng này con này. Cái bản đuôi của con này, cái đuôi ở phía sau nó rất là dữ anh chị ha. Đuôi của nó phía sau này rất là to, nó to và nó rất là đều luôn. Con này là siêu khủng khiếp ha. Hiện tại con này là đầu đỏ dữ nhất. Mình tại vì mình đang tăng ninh ngang, mình đã tháo cái đèn ở phía trên rồi cho nên là nó hơi tối tối, anh chị nhìn nó hơi khó xí ha. Đó, nhà chịu khó nhìn giúp em, kiếm cực kỳ dài mà đuôi khủng lắm, đuôi thật sự mà nói rất rất khủng. Nó qua máy quay đó. Bây giờ mình đánh là được 10 ngày rồi anh chị, 10 ngày rồi ha. Là cái bản đuôi nó nhìn là kinh không? Đó, rất dữ dằn.